Hello, nay mình có mặt ở tại nhà bè, nắng quá. Mình dừng chân tại một cái quán cà phê bất kỳ coi. Đây là quán cà phê Milano. Vào đây coi, mình uống thử cà phê. Thường muốn kiếm chỗ một cái chỗ uống cà phê để mà ngồi làm việc, các bạn vô quán cà phê bất kỳ, mà thường vô máy lạnh là có chỗ ngồi làm việc. Không phải như những cái quán cà phê cấp ở ngoài đâu. Mình như đó thành một cái thói quen rồi. Mình cứ chạy vào những quán nhỏ bất kỳ chỗ nào cũng vậy, những cái thương hiệu nhỏ nhỏ thì Piano, Coffee House hay là Viva đều đều được hết. Nên mình thử làm một chuyến review thử, nên mình thử mình vô uống cà phê rồi là mình thử xem như thế nào vừa cho mọi người xem đó. Ai mà đi qua thành phố Hồ Chí Minh có thể tấp vô một quán cà phê nào đó cũng được rồi ngồi làm gì các bạn. Nếu bạn lỡ đường á, bạn đi qua đường mà đường nắng nóng á, bạn hãy tấp vô những quán cà phê. Đôi cà phê, những quán cà phê rất là rẻ tiền thôi, có mười mấy ngàn thôi, nhưng bạn có thể ngồi làm việc mà các bạn tự tâm lại, tránh những cái áp lực và xô bồ và những cái cơn nắng nóng nó ảnh hưởng tới mình. Bây giờ mình sẽ vô một quán cà phê như đây. Đây là quán cà phê sau lưng mình đây, cà phê Piano. Đừng nghĩ là mỗi thương hiệu, nhưng mình không quan tâm thương hiệu, mình đi vào thử và trải nghiệm cái dịch vụ nó như thế nào thôi. Mình thấy ok mình sẽ đón lên, mình thấy ok mình sẽ đưa lên mạng và chia sẻ. Đó là một cái địa chỉ đáng tin cậy để mà mọi người có thể vào đây chill và uống cà phê và giải quyết những cái công việc của mình cần thiết. Có thể mang một cái laptop vào làm việc và các bạn theo mình nha.
nói là đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu luôn chim. Sài Gòn ok rồi, nhiều quán cà phê, nhiều nơi để mình có thể ngồi uống cà phê chill và làm việc với các bạn. Đây là Minh Mát nha, đây là Centermon ở Nhà Bè Phước Kiển. Chỗ nào thường những cái chung cư á, là phía dưới đều có những quán cà phê và trung tâm mua sắm. Sài Gòn thì không thiếu những chỗ thư giãn dừng chân gì đâu các bạn, mà nên vô những cái quán nhỏ nhỏ mà có những cái máy lạnh á thì chúng ta có thể ngồi làm việc. Giờ mình đi về đây, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo nha, bye bye.